Lãnh đạo đối lập nói, đề nghị nới lỏng lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela không phải vô thời hạn. Bộ Ngoại giao Canada bị tấn công mạng, một số dịch vụ vẫn bị ảnh hưởng. Phim truyền hình Trung Quốc sắp cho hiển thị quốc tịch diễn viên nước ngoài trong phần danh đề. Ra sức trừng phạt, nhưng Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu từ Đài Loan và Úc. Evergrande ra tuyên bố vào đêm khuya, tin chủ nợ nước ngoài nương tay. Kính chào quý vị, sau đây là nội dung chi tiết của mục tin thế giới chương ngày 25 tháng 1 của DKN TV. Lãnh đạo đối lập nói đề nghị nới lỏng lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela không phải vô thời hạn. Thưa quý vị, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido hôm thứ hai cho biết, đề nghị của Mỹ về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với chính phủ Venezuela không phải là vô thời hạn và có thể bị đảo ngược nếu đảng cầm quyền không quay lại đàm phán với phe đối lập. Vào tháng 10, các đại biểu từ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đã ủng hộ các cuộc đàm phán nhằm đưa ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài của đất nước sau khi đặc phái viên của chính phủ Venezuela Alex Saab bị kết dẫn độ về Hoa Kỳ vì tội rửa tiền. Phe đối lập đã nhiều lần kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán, trong khi Washington trước đây cho biết họ nghiêm túc về việc sửa đổi các lệnh trừng phạt nếu có thay đổi ở Venezuela nhưng cũng có thể bổ sung các biện pháp trừng phạt nếu đàm phán không diễn ra. Ông Guido nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Chúng tôi sẵn sàng sửa đổi các biện pháp trừng phạt và chúng tôi đã phê chuẩn điều đó đối với mục tiêu đạt được một thỏa thuận. Nếu họ không ngồi vào bàn đàm phán một lần nữa, đề nghị không phải là vô thời hạn." Nhà đối lập Venezuela cho biết, các biện pháp trừng phạt mạnh hơn nữa cùng các hành động ngoại giao được đưa ra nếu một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột không được đưa ra. Hoa Kỳ đã công nhận ông Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela vào năm 2019 trong bối cảnh cuộc bầu cử năm 2018 mà ông Maduro bị cáo buộc gian lận. Hàng chục quốc gia khác ban đầu cũng công nhận ông Guaido, nhưng kể từ cuộc bầu cử lập pháp năm 2021, một số quốc gia và liên minh châu Âu chỉ ủng hộ ông với tư cách là nhân vật đối lập hàng đầu. Bộ ngoại giao Canada bị tấn công mạng, một số dịch vụ vẫn bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, Bộ ngoại giao Canada đã bị tấn công mạng vào tuần trước và một số dịch vụ vẫn đang ngừng hoạt động. Thông tin này được các quan chức Canada cho biết hôm thứ hai, nhưng không tiết lộ Ottawa cho rằng ai là người đứng sau vụ việc này. Sự việc được phát hiện vào thứ tư tuần trước, một ngày trước khi cơ quan tình báo Canada phát tín hiệu cho biết các nhà khai thác mạng của cơ sở hạ tầng quan trọng nên tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa do nhà nước Nga bảo trợ. Ban ngân khố, cơ quan chịu trách nhiệm chung về hoạt động của chính phủ cho biết các dịch vụ quan trọng đang hoạt động một số quyền truy cập vào Internet và các dịch vụ dựa trên Internet hiện không hoạt động, không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác đã bị ảnh hưởng. Cả Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đều không trả lời khi được hỏi liệu có phải các tổ chức của Nga đứng sau vụ tấn công mạng hay không. Ottawa hiếm khi nói về các vụ tấn công mạng vào hệ thống của họ. Năm 2011, các quan chức cho biết một nhóm rất tinh vi được nhà nước Trung Quốc tài trợ đã đột nhập vào một cơ quan nghiên cứu hàng đầu nhưng Bắc Kinh phủ nhận điều đó. Vào năm 2014, một cựu bộ trưởng nội các Canada cho biết, các nhà khai thác Trung Quốc đã bị nghi ngờ xâm nhập vào Bộ Tài chính vào năm 2011. Phim truyền hình Trung Quốc sắp cho hiển thị quốc tịch của diễn viên nước ngoài trong phần danh đề. Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 4 này, dưới áp lực của chính phủ, các bộ phim truyền hình Trung Quốc sẽ hiển thị quốc tịch của các diễn viên có quốc tịch nước ngoài trong phần danh đề. Động thái này có thể hạn chế cơ hội xuất hiện trên màn ảnh của những người mang hai quốc tịch Quy tắc trên được Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc ban hành vào cuối tháng 12 vừa qua. Các diễn viên và đội ngũ sản xuất đến từ Hồng Kông, Macau và Đài Loan cũng sẽ được ghi rõ ở phần danh đề. Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh chính phủ đang tiến hành một cuộc đàn áp văn hóa nhằm mục đích thúc đẩy cái gọi là lòng yêu nước và lòng trung thành với giới cầm quyền. Luật pháp Trung Quốc không công nhận hai quốc tịch nên một số người nổi tiếng và cá nhân giàu có đã âm thầm duy trì quyền công dân ở những nơi khác. Theo truyền thông Trung Quốc, diễn viên nổi tiếng Lý Liên Kiệt sinh ra ở Bắc Kinh và là công dân Singapore. Danh sách các ngôi sao Trung Quốc được cho là có quốc tịch nước ngoài cũng được lan truyền trên mạng. Vào tháng 2 năm 2020, một nhóm chịu trách nhiệm xem xét nội dung phát trực tuyến theo chỉ đạo của các cơ quan quản lý đã ban hành các quy tắc cấm sử dụng dàn diễn viên vào đoàn làm phim không phù hợp từ bên ngoài đại lục. Lệnh cấm này được cho là để ngăn chặn các diễn viên ủng hộ các cuộc biểu tình dân chủ đang diễn ra ở Hồng Kông vào thời điểm đó. Bởi vì giới chức trách Trung Quốc có thể tùy ý quyết định những gì bị coi là không phù hợp nên các nhà sản xuất ưu tiên chọn diễn viên Trung Quốc đại lục để tránh những rắc rối có thể xảy ra. Một số người nổi tiếng Trung Quốc đã từ bỏ hộ chiếu nước ngoài của họ như trường hợp của Tạ Đình Phong. Anh cho biết trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào tháng 9 rằng đang trong quá trình từ bỏ quốc tịch Canada của mình. Anh nói, tôi là người gốc hoa. Khi sự giận nứt giữa Trung Quốc và phương Tây ngày càng gia tăng vì nhân quyền cũng như các vấn đề khác, Bắc Kinh đang cố gắng thúc đẩy tình cảm dân tộc chủ nghĩa và sự đoàn kết của công chúng. Phát biểu vào tháng 12 năm 2021, tại một hội nghị của các tổ chức văn hóa và nghệ thuật, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng các nghệ sĩ và nhà văn phải phát huy tinh thần dân tộc với lòng yêu nước là cốt lõi của nó. Trung Quốc cũng có thể hy vọng sẽ thúc đẩy tình yêu đất nước và lòng trung thành với đảng trong những người trẻ tuổi muốn buông xuôi vì quá áp lực thông qua những nhân vật nổi tiếng mà họ theo dõi. Liên quan đến Trung Quốc trong một diễn biến khác Ra sức trừng phạt nhưng Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu từ Đài Loan và Úc. Thưa quý vị, trong năm 2021, chính quyền Trung Quốc đã có nhiều xích mích thương mại với Đài Loan và Úc. Trung Quốc không chỉ cấm dứa Đài Loan và các loại trái cây khác mà còn từ chối than, thịt bò và bông của Úc. Tuy nhiên, nhập khẩu tổng thể của Trung Quốc từ Đài Loan và Úc đã tăng lên đáng kể, cho thấy rằng Trung Quốc không thể làm gì nếu không có các sản phẩm hoặc tài nguyên từ Đài Loan và Úc. Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố thông tin vào ngày 14 tháng này cho biết, giá trị nhập khẩu của Trung Quốc từ Đài Loan tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến Đài Loan đầu bảng xếp hạng các quốc gia khu vực nhập khẩu vào Trung Quốc. Điều này cũng đúng đối với Úc, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt các hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Úc vào năm ngoái, nhưng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ nước này đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2021 theo tỷ lệ các quốc gia, tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu từ Đài Loan là cao nhất với hơn 2.499 triệu đô la Mỹ. Tiếp đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc lần lượt xếp ở vị trí tiếp theo. Thâm hụt thương mại giữa Trung Quốc và Đài Loan lên tới 1.716 triệu đô la Mỹ cũng đứng đầu, tức là trong thương mại giữa các nước và Trung Quốc thì Đài Loan thu được nhiều ngoại hối nhất từ phía Trung Quốc. Thâm hụt thương mại giữa Trung Quốc và Úc là 984 triệu đô la Mỹ. Vào tháng 2 năm 2021, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu dứa của Đài Loan với lý do phát hiện sinh vật gây hại trong quá trình kiểm dịch. Vào tháng 9 cùng năm, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu các loại trái cây nhiệt đới của Đài Loan là na và roi, cũng vì lý do có các sinh vật có hại. Năm 2020, 90% dứa Đài Loan được xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục. Vào năm 2021, số lượng dứa Đài Loan xuất khẩu sang Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 1 phần 10 so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu chip toàn cầu, TSMC của Đài Loan là công ty chip hàng đầu thế giới và Trung Quốc đã phải nhập khẩu một số lượng lớn chip từ Đài Loan. Trong danh mục nhập khẩu, chip tổ danh mục cơ điện. Bảng lượng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành ngày 18 tháng 1 cho thấy, các mặt hàng được Trung Quốc nhập khẩu từ Đài Loan với số lượng nhiều nhất trong năm 2021 là cơ điện, thiết bị nghe nhìn và các bộ phận của chúng. Về vấn đề này, nhà truyền thông độc lập Gia Cát Minh Dương cho rằng, một mặt, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng vũ lực bạo lực để uy hiếp Đài Loan. Mặt khác, nó phụ thuộc rất nhiều vào hàng nhập khẩu từ Đài Loan. Điều này phản ánh sự phô trương thanh thế của ngoại giao chiến lang của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2020, Bắc Kinh đã cấm nhập khẩu than của Úc một cách không chính thức. Vào năm 2021, Bắc Kinh lại áp đặt thuế quan đối với lúa mạch của Úc và mua lúa mạch từ đồng minh của Úc là Canada. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu thịt bò và bông của Úc. Mặc dù Trung Quốc đã cấm nhập khẩu than của Úc, nhưng Trung Quốc vẫn có nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại khoáng sản khác của đất nước này, Do đó, Trung Quốc không những không áp đặt các hạn chế đối với các khoáng sản khác của Úc mà còn mở rộng hạn ngạch nhập khẩu. Giá trị hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc từ Úc vào năm 2021 đã tăng 40% so với cùng kỳ năm trước đó, cao hơn mức tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020 trong xuất khẩu của Trung Quốc sang Úc. Úc là một trong những quốc gia thuộc Liên minh ngũ nhãn, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Vào năm 2021, Liên minh ngũ nhãn đã tăng cường hợp tác để chống lại sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực, như tổ chức các cuộc tập trận chung, ra tuyên bố chung lên án sự thiếu dân chủ trong các cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Hồng Kông và cùng tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích Liên minh ngũ nhãn, nhưng về mặt kinh tế, Trung Quốc không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào liên minh này. Trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2021, giá trị xuất nhập khẩu với Liên minh ngũ nhãn chiếm 19,9%. Evergrande ra tuyên bố vào đêm khuya xin chủ nợ nước ngoài nương tay. Thưa quý vị, tập đoàn hàng đại hay Evergrande, một công ty bất động sản hàng đầu tại Trung Quốc, đã đưa ra tuyên bố vào khuya ngày 24 tháng 1, cầu xin các chủ nợ nước ngoài cho thêm thời gian, không thực hiện các hành động pháp lý quá khích, hỗ trợ Evergrande xem xét đầy đủ các rủi ro và bất ổn khác nhau và cùng nhau tạo ra một kế hoạch giải quyết rủi ro nợ, có thể bảo vệ lợi ích của tất cả các bên. Evergrande, tập đoàn có khoản nợ ước tính lên tới 300 triệu đô la Mỹ, đã không trả được lãi cho một khoản nợ quan trọng ở nước ngoài vào cuối năm ngoái. Tuần trước, một nhóm trái chủ đặc biệt của Evergrande ở nước ngoài cho biết, Evergrande đã không chủ động liên lạc với họ để giải quyết rủi ro về nợ và phớt lờ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của họ. Nhóm chủ nợ có ý định khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các biện pháp cưỡng chế. Evergrande đã đưa ra một tuyên bố bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh trên trang web chính thức của mình vào tối ngày 24 theo giờ Bắc Kinh. Tuyên bố cũng chỉ ra Evergrande nhận thấy rằng do quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau và nhiều bên liên quan, tình hình mà tập đoàn phải đối mặt sẽ ngày càng trở nên phức tạp. Tập đoàn cho hay cần phải thảo luận và suy luận thêm về các khả năng cũng như lộ trình thực hiện với tất cả các bên, đồng thời đánh giá và đo lường toàn diện các giải pháp tiềm năng để tạo nền tảng vững chắc cho việc giao tiếp chuyên sâu hơn nữa trong bước tiếp theo. Reuters gần đây đã báo cáo, nhóm chủ nợ ở nước ngoài của Evergrande tin rằng Evergrande không đạt được tiến bộ đáng kể trong việc trả nợ và đã thuê luật sư, hy vọng sử dụng các biện pháp nhất định để ngăn Evergrande thực hiện thêm bất kỳ vụ thanh lý tài sản nào mà không hỏi ý kiến của họ. Về vấn đề này, Evergrande cho biết trong một tuyên bố rằng họ mong muốn được đối thoại và trao đổi thêm với các chủ nợ ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi tất cả các chủ nợ ở nước ngoài cùng bảo đảm rằng quyền của tất cả các bên liên quan không bị thiệt hại lớn và không áp dụng bất kỳ biện pháp pháp lý triệt đề nào để đối phó với tình hình hiện tại. Evergrande bắt đầu vỡ nợ bằng đô la đối với các trái phiếu phát hành ở nước ngoài vào cuối năm ngoái, nhưng chưa có hồ sơ nào về việc vỡ nợ ở Trung Quốc. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.